Rồi bây giờ cả lớp nhìn nhá, thầy có hai đoạn văn trên trên bảng này. Bây giờ thầy sẽ format theo ý của thầy. Thì các em nhìn thấy có biểu tượng mũi tên nó nằm ở chỗ đây ấy. Đây. Mũi tên nhỏ ở đây nhá. Cả lớp nhấp vào cho thầy. Nhấp vào. Thế nó hiện ra cái bảng style. Nó hiện ra bảng style. Thì chúng ta sẽ chọn New Style ở phía biểu tượng phía dưới. Đấy, chúng ta chọn kiểu mới nhá. Rồi, các bạn đặt tên cho thầy vào đây. Đặt tên là, đây là nội dung chẳng hạn. Bởi vì là trong Style nó có rất nhiều kiểu. Header, nội dung, thì đây là thầy format cho đoạn nội dung. Thì thầy đặt tên là nội dung. Các em đặt tên là gì cũng được, nhưng miễn là các em phải nhớ nhá. Rồi bây giờ thầy chọn nội dung này. Thầy nhấp OK. Thì trong cái bảng style của chúng ta, sau khi mà chúng ta chọn cái nút New Style thì nó sẽ xuất hiện ở trong cái bảng danh sách. Thầy vừa nhập tên định nghĩa là nội dung. Đấy, thì nó đã hiện ra cho thầy là font chữ là 20pt vân vân. Lúc này thầy mới chọn chuột phải, thầy chọn là modify. Chọn modify. Modify tiếng Anh có nghĩa là sửa chữa. Đấy. Bây giờ thầy mới format nhá. Đây là cái bảng format cho thầy. Các em nhìn thấy các dòng chữ nhá, style type có nghĩa là kiểu dáng. Style based on có nghĩa là dựa trên cái gì. Thì ở đây chúng ta là dựa trên normal, có nghĩa là dựa trên kiểu thông thường. Style for following paragraph có nghĩa là áp dụng style theo cái định dạng nội dung. Sau đó thì chúng ta vào formatting thì chúng ta thấy là thầy sẽ sử dụng phông tham New Roman. Đấy. Thầy cho vào đây là cỡ là, nó đang 20 thì thầy nhập 13. Thầy nhập 13. Và chúng ta nhìn thấy ở đây có biểu tượng là Left, Center, Right và Justify. Thì chúng ta chọn cho thầy cái nút căn đều Justify ở chỗ phần cuối, ở chỗ đây nhá. Đấy, chọn cái biểu tượng này là thầy muốn cắt đều cái đoạn văn này, nó đều hai bên, còn dòng nào thừa thì nó cho xuống dưới mà nó cắt bên trái. Chúng ta chọn đây, còn chỗ đây là các nút spacing, tức là dòng dày nhau, trung bình và thưa, tức là nó sát nhau và nó giãn cách ra. Đấy, thì chúng ta thấy có ba cái biểu tượng. Đây. Đây là cho dòng, còn đây là cho đoạn văn. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta sử dụng đây cũng được, hoặc các em có thể vào cái nút format. Format. Các bạn chú ý, nếu chúng ta sử dụng automatic update thì có nghĩa là sau này chúng ta sửa thì toàn bộ nội dung mà chúng ta được format nó sẽ cập nhật theo chúng ta, cách chúng ta làm. Đấy, chúng ta nhấp vào nút đây để sau này sửa thì nó tự động nó cập nhật. Rồi bây giờ thầy mới chọn vào đây thì nó lại cụ thể từng phần một. Các em có thể nhìn ở trên này biểu tượng được, nhưng các em có thể nhìn vào đây. Đấy, thầy nhấp vào chỗ phần font thì xong rồi, để chọn phần văn bản. Chọn phần văn bản thì chúng ta nhìn thấy là phần indent and spacing có nghĩa là thụt đầu dòng và khoảng cách. Thụt đầu dòng và khoảng cách. Thì thầy đã chọn phần justify rồi, nghĩa là căn đều hai bên rồi. Thì thôi. Đó. Bây giờ thầy muốn là làm một cái indent cho, tức là cái thụt đầu dòng khoảng cách vào. Đó. Thì các em chú ý cho thầy nhé. Thầy chọn first line là hàng đầu tiên. Hàng đầu tiên.
thì mặc định của nó là 1,27 cm. Các em cứ để thể được hoặc các em có điều chỉnh cho nó 1 cm cũng được. Phần mirror indent tức là nó sẽ tạo một cái indent đối xứng sang bên tay phải chúng ta. Đấy. Thế còn phần spacing thì chúng ta nhìn thấy được before và after. Before là khoảng cách giữa đoạn văn trước và đoạn văn hiện tại. After là khoảng cách giữa đoạn văn hiện tại và đoạn văn sau. Thì chúng ta chọn cho thầy khoảng cách các dòng cho 1.3. 1.3. Multifold có nghĩa là nhiều dòng. Nha, chúng thầy giải thích các nghĩa trong đây này. 1.5 lines có nghĩa là chúng ta hiểu đây là khoảng cách một dòng rưỡi. Double là dòng đôi. At least là tối thiểu. Exactly là chính xác. Multifold có nghĩa là nhiều dòng. Đấy, chúng ta chọn line spacing nhá. Phần tab đây cũng tương tự như là chúng ta áp dụng cho nhiều dòng có cái tab. Nhưng vì chúng ta cái đoạn văn này nó không sử dụng tab, chúng ta thôi. Ta nhấp OK và thầy nhấp OK. Thế bây giờ các đoạn văn của thầy vẫn ở gốc, nó chưa được sửa gì cả. Thầy muốn áp dụng cho đoạn văn này thì thầy chỉ cần bôi đen cái đoạn văn này. Thầy ấn vào chữ nội dung. Đấy, các em nhìn thấy là đoạn văn của thầy là đã thay đổi bằng font khác đúng không? Font dưới là Calibre thì font trên nó lại là Times New Roman. Đó. Rồi bây giờ thầy chưa điều chỉnh cỡ, thầy lại nhấp vào thì sửa lại. Đây, chỗ này thầy cho xuống là bao nhiêu nhỉ? 13, đúng không? Thầy nhấp OK. Thì lập tức đoạn văn mà được áp dụng nội dung này nó đã có kích thước là 13. Rồi bây giờ thầy lại bôi tiếp đoạn này, thì chỉ cần cho cái con trỏ nó vào đây thôi. Chúng ta chọn ấn nút nội dung. Đấy. Thế là cả đoạn văn được áp dụng giống nhau y đúc và nó bằng nhau. Nó đều căn đều nhau. Đấy, chỗ này thầy cách ra một tí để nó xuống dòng. À, để cách nhau một tí. Đấy, bây giờ chúng ta nhìn đến nhá, chữ của chúng ta rất là đều chẳng chạy. Đấy. Phần first line là dòng đầu tiên của đoạn văn. Nó bị thụt vào trong hơi quá. Các em làm nhiều chẳng hạn nhá, cuốn sách có độ 1.000 trang chẳng hạn. Thì chúng ta phải dàn sao cho chữ nó đều nhau. Thì các bạn lại vào modify. Các bạn chọn cho thầy format. Các bạn chọn file khác. Rồi phần này các bạn đánh cho thầy, gõ cho thầy vào là 1 cm. Để nhấp OK. Sau khi thầy OK thì lập tức đoạn văn được thay đổi. Đoạn văn được thay đổi. Thế thì chúng ta làm văn bản nhiều ấy, sau này các em ra nhiều bạn vào các công ty và văn phòng mà chúng ta cứ format từng trang một như thế nó rất là lâu, mà chúng ta phải gì? Chúng ta phải format sao cho có nội dung hoặc là chúng ta đặt những cái khác nhau. Đây bây giờ thầy bôi đen cái đoạn này mà thầy chọn vào heading 1 thì lập tức nó ra như này. Đúng không? Đây là những cái định nghĩa sẵn rồi. Còn đây là định nghĩa do chúng ta tạo ra. Do chúng ta tạo ra. Đấy. Bây giờ chúng ta lại trở về thì đấy, thì nó lại trở về chúng ta. Đấy là format nha. Và các em muốn màu sắc thì chúng ta muốn cho nó modify, chúng ta lại chọn màu cho nó. Các em chú ý như thế cho thầy. Đó. Chúng ta lại chọn màu, ví dụ thầy chọn màu xanh chẳng hạn. Xanh đây, xanh tím. Đó. Thì tất cả chữ ở trong phần style nội dung được thay đổi bằng màu xanh tím. Thầy thay đổi sang màu đỏ. Thầy chọn màu đỏ. Đấy. Thì lập tức các đoạn chữ, đoạn văn của chúng ta được áp dụng. Cả lớp hiểu ý thầy không? Có nghĩa là chúng ta phải định nghĩa
tạo format cho nó trước, sau đó ta áp dụng thì nó mới đều nhau được, chứ không có ở chỗ này một kiểu, chỗ kia một kiểu. Cả lớp hiểu chưa? Rồi nhá. Rồi phần thứ hai này, thầy dạy các em này, chúng ta muốn gạch đầu dòng hay các biểu tượng đầu dòng thì cái đây là chúng ta chọn trực tiếp đối với văn bản ngắn, có nghĩa là trong một trang thì chúng ta có thể áp dụng vào. Đấy. Rồi chúng ta áp dụng, đây là tự động. Cả lớp nhớ chú ý cho thầy nhé. Đấy, dấu gạch rồi vân vân. Thì đây là gọi là cách tự động, cách làm tự động văn bản ngắn. Nhưng mà sau rồi thì chúng ta vẫn phải format nó. Các em cũng bằng cách di chuyển các biểu tượng phía trên đây để điều chỉnh cái icon phía bên đầu dòng của các đoạn văn. Đấy. Và chúng ta điều chỉnh đoạn văn ra vào nhá. Đấy, ở trên này nó có cái này. Các lớp hiểu chưa? Rồi nhá. Thì trong đây có hai cái con trỏ. Đấy, một con trỏ đầu ngoài, một con trỏ trong. Chúng ta chú ý vào. Còn cái đây là cái căn lề trực tiếp. Đấy, dịch bên này nhá. Giống như chúng ta chọn là phần text layout và chúng ta chọn margin ấy. Đấy. Và chú ý cho thầy như thế. Thế nhưng mà nếu mà làm trực tiếp ở ngoài thì nó lại không thuộc vào style. Nó là bổ sung cho style thôi. Bên trong. Mà các em muốn làm bên trong thì các em phải chọn đi modify bên trong. Sau đó chúng ta chọn phần numbering. Đấy, chúng ta chọn bullet, chúng ta chọn. Thì bên trong này là đầy đủ tất nhá. Còn ở ngoài thì nó là trực quan, nhưng mà chỉ áp dụng với văn bản ngắn thôi. Rồi bây giờ ở dưới lớp sẽ tự động trang trí những cái kiểu mà các em thích cho thầy, cho 10 phút sự tự sử dụng nhá. Rồi hôm trước bây giờ thầy sẽ cho cái bài tập để các em làm format cho thầy. Rồi cả lớp nhìn nhá, thầy lấy bài tập ra. Đợt này hôm trước chúng ta đang làm dở cái chỗ này thì chúng ta làm format cho thầy các đoạn văn này cho thầy theo đúng kiểu này nhá. Đấy, và cũng ở trên có cái gọi là bài tổng hợp. Còn phần hình ảnh các em không quan tâm, chữ ký không quan tâm, dấu không quan tâm, chúng ta chỉ làm cho thầy làm sao cho nó hợp lý. Và cả lớp chú ý là về nhà phải xem lại bài thầy đăng lên, các em ngồi xem lại cách thầy làm. Đấy. Rồi các em làm từ đầu cái bài này nhá. Làm lại từ đầu cái này đi. Thầy nói lại biểu tượng chỗ nào nhỉ? À đây, em chọn chuột phải, chọn modify, sau đó các em chọn format, chọn numbering, số và biểu tượng gọi là gạch đầu dòng ở ngoài đấy. Đấy, các em có thể chọn cái kiểu gì các em thích. Chẳng hạn như là chúng ta muốn chọn mũi tên, nhấp OK thì nó sẽ thay đổi thành mũi tên. Nhớ chưa?
Đấy. Nhanh quá đâu, modify này. Chọn format này. Chọn số. Đấy, các em chọn thế nào tùy các em. Ví dụ các em đánh 123 thì nó là 123. Nhá. Rồi chúng ta chọn biểu tượng dấu tròn thì nó tròn. Trong phần bullet. Đấy, chúng ta chọn dấu gạch đây thì nó sẽ gạch đây. Nhớ chưa? Rồi hết dòng ấy thì các em phải xóa nhá. Ví dụ cả lớp nhìn lên trên này. Bây giờ thầy cứ gõ xuống dòng là nó lại có biểu tượng xuất hiện. Thì chúng ta muốn thôi. Tức là nó chỉ gạch ở hai cái đoạn văn này thôi. Còn đoạn cuối là thôi. Thì chúng ta phải vào chọn vào. Trong đây chúng ta chọn 5, đúng không? Đấy, hết. Thì lúc đó một dòng mới nó cũng sẽ không áp dụng nữa. Không có là nó lại tiếp tục áp dụng. Chúng ta chú ý vào đây nhá. Chọn đây là nó sẽ hết. Nhớ chưa? Nhưng con trỏ nó phải nằm ở cái dòng mới. Nằm ở dòng cũ thì nó lại mất. Nó lại mất đi cái biểu tượng đầu ngoài cùng. Thế các em chọn ở đây cũng được, chọn ở trong cũng được. Nếu mà chọn ở đây thì sau này chúng ta áp dụng nó sẽ không có. Nó chỉ là trực tiếp thôi. Còn ở đây là chúng ta định nghĩa. Định nghĩa thì nó sẽ lưu vào trong kho. Để sau này chúng ta cần thì chúng ta chỉ cần áp dụng định nghĩa thôi. Là tất cả nó sẽ áp dụng. Cả lớp nhớ chưa? Ok chưa? Rồi. Kể cả văn bản trong hộp, trong cái bảng cũng thế nhá. Nó sẽ áp dụng tất cả cho chúng ta. Đấy, các bạn nhớ chú ý nhấp vào cái nút là New Style để chúng ta làm. Đây thầy muốn cho chữ thưa ra các dòng thì thầy chỉ cần sửa lại thôi. Các em chú ý nhìn vào nhé. Rồi bây giờ thầy cho 1.6 này. Thì các hàng chữ nó sẽ thưa ra. Đấy. Thưa ra. Muốn gần thì chúng ta cho 1.3, 1.4. Các lớp nhớ chưa? Nhá, dựa vào mắt của chúng ta mà nhìn cho nó hợp lý. Thế là chúng ta làm cái gì chúng ta áp dụng được. Ví dụ thầy sang một cái đoạn khác. Thầy sang một đoạn khác để đánh chữ chẳng hạn. Đấy, ví dụ bây giờ thầy có một cái đoạn khác đây. Đoạn khác với định nghĩa khác. À, bây giờ thầy cũng nhắc lại luôn nhá. Để chúng ta chú ý này. Đối với tài liệu dài thì chúng ta phải làm style. Thế bây giờ thầy muốn cái lời khuyên này nó là một cái heading.
tức là một cái title phía trên. Thì bây giờ thầy lại định nghĩa một cái title phía trên, thầy cho vào chỗ này, thầy gọi là heading. Heading chúng ta gọi là tiêu đề lớn đấy. Tiêu đề lớn. Đúng không? Rồi bây giờ thầy định nghĩa tiêu đề lớn nhá, thầy chọn font chữ này. Rồi thầy chọn thầy chọn cho nó là paragraph. Rồi bây giờ thầy chọn là center. Đấy, thầy chọn center này. Ok, xong rồi. À, một dòng thôi, tức là một dòng nó thôi thì thầy chọn center. Rồi bây giờ thầy tiếp tục này. Xem nào. Ok, bây giờ thầy cho màu chữ này, ví dụ thầy cho màu màu xanh chẳng hạn. Đấy, thầy cho cỡ chữ là 20. Thầy nhấp ok. Thế thì cái này của chúng ta là nó lời khuyên, thầy muốn cho nó ra giữa, thầy chọn là tiêu đề lớn đấy, thì nó hiện luôn cho chúng ta ra tiêu đề lớn. Thế khi nào mà chúng ta áp dụng với các tiêu đề khác nhau thì chúng ta có thể định nghĩa nhiều kiểu khác nhau áp dụng để nó giống luôn, không cần phải sửa, nhớ chưa? Cả lớp chú ý nhá. Thế còn cái này thầy muốn trở về ở nội dung đấy, thầy nhấp vào về nội dung. Bây giờ thầy thay màu đỏ bằng màu khác, thay màu đỏ bằng modify màu khác, thầy cho xuống màu đen thì lập tức toàn bộ văn bản đều được thay màu đen. Nếu mà chúng ta không làm kiểu này thì chúng ta không làm được những văn bản nhiều trang. Cả lớp nhớ chưa? Ok nhá. Thế ở đây chúng ta tạo được hai style là nội dung và tiêu đề. Đây là tiêu đề, đây là nội dung. Đó. Các em nhớ cho spacing là 1.4 nhá. Đây thầy xem sửa lại xem là spacing bao nhiêu. Chọn format, chọn paragraph 1.4 đúng không? Còn những cái này như là border vân vân thì nó bao xung quanh chữ thì chúng ta không dùng. Tab chúng ta không dùng. Tùy cái. Các em chú ý như vậy. Đấy, các em nhìn thấy sau khi áp dụng xong thì văn bản chúng ta nó thực hiện giống nhau như đúc. Rồi xem nó sẽ không bị lung tung lộn xộn. Các bạn chú ý cho thầy. Rồi bây giờ chúng ta làm chỗ đây cho thầy nhá. Chúng ta thấy này, ban quản lý tòa nhà này đến thời gian qua là hết một đoạn văn, xong xuống đây là một đoạn văn. Đây là một cái style mới, nghĩa là chữ đậm. Xuống đây lưu ý vân vân thì chúng ta cứ tự làm cho thầy toàn bộ. Thầy đây là ví dụ dễ nhá. Đến lúc mà sang ví dụ khó thì các em lại phải sử dụng. Đó. Thế còn khi mà các em học ở trung tâm hoặc là học ở các thầy cô giáo khác thì người ta chỉ làm trực tiếp thôi, có nghĩa là chỉ có biểu tượng trên đây mà người ta áp dụng thôi, chứ người ta không tạo định nghĩa như thầy. Như vậy thì đến khi mà là đi làm chúng ta sẽ không làm được xong công việc, không xong công việc thì là sếp sẽ gì, cấp trên người ta sẽ không muốn chúng ta nữa. Đấy, các em phải chú ý.
Cái bài của thầy tuy ngắn nhưng mà nó rất nhiều ý nghĩa. Ở ngoài hay là ở nhà thì chúng ta cứ nhấp vào các nút thì trực tiếp, chắc là 1-2 trang nhấp trực tiếp, nhưng mà đến khi sang máy khác nó lại bị thay đổi, hoặc là qua một cái gì đấy thì chúng ta lại bị lộn xộn lại. Các em phải làm cho thầy nhá. Rồi xong rồi, bây giờ các em thực hành cho thầy bài đây. Bài đây người ta để dày quá, chúng ta để thưa ra, chữ chúng ta thưa dòng ra. Đấy. Trên đây chúng ta cho một cái bảng, dưới đây một cái bảng gồm hai ô. Đây là một cái văn bản bình thường ở ngoài, chúng ta coi như là đi làm ở ngoài đi nhá. Rồi cả lớp làm cho thầy. Các bạn ở cuối cùng có làm được không? Không nhìn được thì phải tối phải vào trong kênh thầy đăng ký và xem lại. Tối nay thầy post bài lên. Bây giờ thầy dừng bài này tại đây để lát nữa sang bài khác.